chào quý ông bà cô chú các bạn, các anh nhỏ đã đến với kênh Thần Nữ Cà Mau. Thì trưa nay Linh với bé Su đi chợ ông bà cô chú các bạn. Chợ hôm nay Linh đi là chợ Bến Định ở Vũng Tàu. Bự quá ha. Được vậy sao? Mực kìa. Ở đây người ta cũng để giá sẵn rồi ha, để mình biết mình muốn mua mình mua. Giờ này làm như chợ người ta chưa, người ta nghỉ trưa gì nên chợ hơi vắng không bà cô chú. Đi này chắc đi sáng sớm hoặc là buổi chiều thì ghe nó vô nhiều hơn. Tại nhà lên về ngay buổi trưa nên là ghé buổi trưa. Đây cũng giống chợ trong mình ha. Đi xuống tới dưới mới bán hải sản. Ôi, nguyên con chăn, bé Na, gấu, nón đi biển. Muối ớt, muối ớt đang hải sản đó. Nhãn chôm chôm. Hải sản, hào, hào bự quá ha, con hào bự ghê á. Chợ Bến Đình. Đi dưới khuê dưới này mới có khu bán hải sản nè. Giờ cũng có một số quầy người ta đóng đi, người ta nghỉ trưa hay gì á. Dạ, cua, mía. Tôm. Tôm này là tôm gì vậy? Tôm sắt á. Không biết ở đây kêu bằng tôm gì, chắc tôm biển. Mực, ôi con bạch tuộc bự quá ha. Dạ. Dạ, mực như nước chéo. Đây là ghe biển. Nè. Nước rồng này nên là ghe người ta cũng đậu lại. Ôi nhiều ghe quá ha. Đó, chắc ta vô buổi sáng rồi đó. Buổi chiều chắc ghe khác mới vô hay gì á. Nước cạn quá ha. Này là nước biển hay nước sông mà cạn quá ha. Nước giống như đang rồng vậy á. Kiểu nhìn này giống sông ở dưới quê lên á. Nước rồng á, thấy bãi biển. Ở đây có nhiều ghe đánh cá quá ha. Cảnh ở đây cũng đẹp không mọi cô chú. Nhiều ghê ghê á. Ủa cái chợ này chỉ có nhiêu đấy không Su? Dạ đúng rồi, dạ sao chị. Lần đầu tiên đi ra tới chợ này đó, Su dẫn Linh đi cho biết. Nhiều ghe biển quá ha. Chợ nhỏ nhưng mà nhiều ghe vô ghê á. Chắc ghe vô người ta bán cho mối lái đồ ha. Đây cô bán hào. Hào này bán sao chị? 35.000 một ký. À 35.000 là ký hào vỏ luôn hả chị? Còn tách ruột. 170. Hào sữa ha. Hay con hủ muối xanh đi cô. Thấy con. Dạ, bao nhiêu tiền cho cô? 30 rồi con. Thấy con hủ. Dạ. Cái này xài được bao lâu cô? Cô xài á, cô để cho lên hoang hoài luôn. Dạ. Tao phi hao gì hết. Người ta mua về quê là có chục củ. Bây giờ tôi có mang mình ta. Nhiêu cô? 30. 30 hả? Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Chạy ngon. Nhãn ký nhiêu cô? Con lấy nhãn này nha. Này nó ngon nè. Con lấy hết đi, cô bán con 60 ký thôi. Còn này là 50. Mà lấy này ngon hơn. Ủa tại sao cái này con sắc? Có một cái cho con con. Đây con thử con nói. Đợi thử đi, chung thử cho con. Giờ thử. Chị thử một cái. Giòn không? Cái này ngon nè, cái này ngon nè. Con thử đi con, thử đi con, thử đi. Cái này lệnh cho con 60, bán 70, bán con 60, con này 50. Dạ. Khác nhau gì cô? Khác nhau cái nước, cái này không nước, cái kia khô giòn, con này nó không có giòn. À. Thấy không? Nhưng mà cái kia thấy tươi hơn ha. Đúng rồi, cái nước mà này lại bán đắt hơn. Được cô rồi. Lấy con nửa cái này không? Để hết đi, cái này đâu có nhiêu đâu con. Cô con hứa không con? Ủa cô chợ này bán hải sản buổi sáng hả cô? Con, buổi chiều đi ăn cho nó ngon. Rồi một chút xíu thôi, chừng cỡ 3 giờ hay giờ mấy con lên đây nè, dài đồ ngon không? Dạ. Buổi sáng nó không ngon, mà buổi chiều kia nó vô ngon. Dạ. Ngon đó. Dạ. Vậy là buổi chiều nó nhiều hơn. Mình không biết mình đi dắt mẹ hơi sớm. Sớm cái này 12 giờ mấy rồi, cũng còn 1 tiếng hồn nó kêu. Dạ, 1 tiếng nó lại vô hả cô? Ừ, 1 tiếng nó vô, tại vì 2 giờ mấy rồi đã có hàng rồi. Dạ.
đông không cô? 85 ngàn, cô thích con 15 ngàn. Dạ. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ, con cảm ơn cô. Con chào cô. Tiếng nữa, mấy nữa. Một tiếng nữa không? Bà cô chú các bạn, vậy thôi mình đi ăn trưa đi rồi tiếng đó mình quay lại, mình đi mua hải sản. Dạ, bà cô chú các bạn, đi chợ thì chợ chưa có bán nên là hả ghé qua đây ăn trưa. Thì ăn trưa là nhà Linh ăn bánh khọt. Đây là bánh khọt mực nè, bánh khọt tôm. Bé Xu kêu 2 phần tôm, 1 phần mực. Đây có rau sống, rồi lõi để ăn kèm. Quán này đông lắm đó bà cô chú. Đây là quán bánh khọt gốc cây vú sữa. Ăn đi Út Xu. Em ăn quán này đầu tiên. Ủa em chưa ăn quán này nữa hả? Chị cũng nghe nói rồi. Mà lại tới thấy đông ghê á. Linh sẽ cuốn. Cái vỏ nó giòn ghê, bánh khọt kiểu ở đây chứ không phải giống như bánh khọt ở dưới quê mình ha. Nó không có vàng vàng mà nó giòn. Có mực, có tôm. Giòn như là bánh xèo miền Trung vậy á. Có cuốn cái này nữa hả? Cuốn thêm cái này là hình như là đu đủ bào, đu đủ non bào. Kiểu làm gỏi cho đỡ ngán vậy á. Linh mời ông bà cô chú các bạn thử nha. Đây nước chấm. Ok ạ. Giòn. Con tôm bự ghê. Bự quá hả? Mực cũng tươi. Em thử một cái tôm. Cái bánh này cũng bự ha. Giòn. Rất là giòn. Nước mắm cũng vừa ăn. Cái gì hết trơn giống chà bông hay vậy? Chà bông tôm hay vậy? Mình cuốn thêm một cái. Có một lớp mỡ hành ở trên nữa. Này mình chấm ngập nước mắm nó vừa ăn ngon. Mời ông bà cô chú các bạn. Con bà cô chú các bạn. Rồi sao quán này đông quá ha. Đông mịt người luôn ha bà cô chú. Chắc này đặc sản Vũng Tàu á. Thấy người ta đi Vũng Tàu hay ăn bánh khọt. Ở ngoài đường cũng đông á. Ở ngoài có bán bánh bông lan trứng muối, bán bột ghim. Xíu nữa lên gà sẽ mua. Mời bà cô chú các bạn. Kiểu nó giòn giòn dễ ăn. Cuốn rau là cái đậu ngát rồi. Ăn không nhiều cũng ngon. Ở cái họ chơi bốn lần.
hộp vậy nè. Mà sao kì vậy? Sao mà giống một tấm? Ờ. Tăng em. Nhà nha. Mấy ngày đóng tiền cả. Có chả bông tôm nè, tôm. Tôm mỡ ha. Đúng rồi nha. Đây có trên lầu ở ngoài ở trong đông ra. Nhà nha. Đúng rồi. Chấm ngập ngập vậy. Bánh này khác với mình em ha. Làm giòn ha, của mình để lâu cũng đâu có giòn. Cái này để lâu vẫn còn giòn. Mà chiên kiểu mỏng mỏng không? Ít bột, ăn đỡ ngán. Đặc sản ở đây á mời cô chú các bạn. Bữa nay lên ghé quán này là bánh khọt cây vú sữa. Cô chú các bạn ơi, Linh đã ăn bánh khọt xong rồi. Bây giờ qua đây mình coi cách mấy cô đang đổ bánh khọt kìa. Cái tiệm này rất là đông luôn á, mấy cô đổ rồi à. Phải 4-5 cô mới đổ đủ á. Quá trời đông luôn. Nhiều thợ lắm á, cả chục người luôn. Khuôn này đổ lần được nhiêu cái cô? 75 cái. Khuôn bình thường có 12 cái, khuôn này tới 75 cái mà bán không kịp luôn á. Rất là nhiều thợ mà đổ bằng lò củi không à, nên cái bánh nó rất là giòn. Đây là những cái bánh thành phẩm nè. Xong rồi bỏ mỡ hành, bỏ cơm đây. Đây là bột. Cơm, xong rồi bỏ mỡ hành lên. Quá trời thợ luôn. Linh đợi mua ly nước mía nữa rồi đi. Nhân ba giấy tầm thêm à. Hay nhiều lò lắm á. Chắc giờ này là trưa nên hơi vắng á. Đây là cái chỗ mà Linh ăn là bánh khọt gốc cây vú sữa. Ở đây có tiệm bánh bông lan trứng muối. Lát Linh sẽ ghé mua bánh bông lan trứng muối ở đây. Thầy cô đang đổ bột lên kìa. Nghe người ta làm hoàn thành rồi người ta ghim qua bên kia. Bên đây chỉ là chỗ làm bánh thôi á. Đổ bột xong mình để tôm lên. Tôm con nào con nấy bự bự không? Giới thiệu bà không yêu cho bà không yêu luôn. Để vô ôm quay lên không.
cái cô đổ bánh này phải gần 10 người mới kịp đổ cái bánh á. Này có bánh tôm, bánh mực, hải sản tươi luôn á. Mực này bán sao chị? 150 nửa ký em, lấy món nào vậy? Có bán ít hơn nửa ký không? Không, 100 đấy. Cái này lấy gì? Ghẹ hay là mực? Này ghẹ, này mực, này cá. Còn cái này là cái gì chị? Cái đấy là cá túi, cá mai, 150 em biết lấy. Thôi em biết rồi, anh thử đâu. Hỏi lấy em hai cái nửa ký được không? Được. Nó giống bằng giá, giá luôn hả? Này là không ghẹ. Phải không sao chị? Ghẹ. Em lấy cái nào? Em vậy lấy ba cái luôn lộn xộn. Rồi, được không? Okay. Mực chị mới nào ngon lắm này. Mới gì? Mới ngào á, cái này là ngào đường hả chị hay sao? Cái này là ghim. À ghim, gọi là ghim chứ không phải ngào. Cái này là bông mùa hộp phô mai. Bông. Ê mình có cái hộp tròn tròn không? Dạ, nhà Linh ăn bánh khọt xong rồi giờ quay lại chợ Sóng Đình lần nữa bà cô chú các bạn ơi. Đi coi mua hải sản. Hồi nãy Linh đi vút xu giờ dẫn mẹ đi. Con ốc gì hả? Ốc đá. Ốc mặt trăng hả mẹ? Mẹ thích ốc đá. Ốc đá hả mẹ? Mẹ thích ăn không? Mẹ thích ăn cái gì mua đi. Nghe Xu nói chợ này cũng rẻ lắm. Ăn gì hào quá mẹ. Cá đối kìa. Ghẹ kìa mẹ. Cá đối nhìn tốt quá ha. Mới bắt lên tươi á mẹ. Nè, người ta mới xuống hào hay gì nè. Tụt. Ê, bạch tụt bự quá mẹ. Cá đối về mình nấu ấy hả? Cái lấu lá giang. À, vậy ta có lá giang hay lại phải lấy cá đuối đi. Cá gì quá trời trời mẹ. Ê, mực nữa kìa mẹ, mực mới lên luôn mẹ. Đến 50 mẹ coi tươi tươi mẹ, hỏi giá mẹ. Tập phía hai ký à? Ừ. Lấy hết luôn đi. Cái nhà heo lắm. Hết thì chia nhau lớn. Cầm câu gì kia. Có như tiền kia mấy ngàn ký đúng không? Chỉ là lấy chừng hai con thì nấu bữa lậu nhà. Hai con là cái gì? Hai con cái con bỏ nhiêu luôn trời. Con không nhà có hai người. Cá gì quá trời luôn rồi, cá chẽm hay cá gì? Mình đi coi vòng vòng đi. Y con cá ngon ngon hơn. Có cá đối, cá ngát gì nữa kìa mẹ. Nhiều ghê ha. Nhiều. Nhỏ không chắc mà đang rỡ thôi. Mình chết thôi. Ghẹ này gặp nè mẹ, ghẹ cá. Cái cá gặp không à? Dạ. Rồi mình đi tiếp đi, lát quay lại mua gì mua. Mình đi vòng tham quan trước đi. Dạ con đi trước đi cô, rồi lát con quay lại. Giờ này cũng ha, người ta sách tụm tụm, ta mua quá trời luôn kìa mẹ. Nhìn ha, mấy chú này mua mực đó mẹ. Hải sản mới lên gì tươi nè, hồi chưa con đi có mấy chỗ à. Nè. Hào. Ở bên đây có cá nữa nè. Cá gì tươi quá kìa mẹ. Ôi mực quá trời kìa mẹ. Cá đuối nữa kìa. Cá lưỡi mèo không mẹ? Ừ, cá nâu được ha. Cá biển. Cá với mình là cá vuông, cá này cá biển. Mẹ này chết hết rồi. Cá đu hảo. Dạ. Đu hảo cô. Bạch tuộc, mực. Con này là bao nhiêu ký? 150. Cũng bự quá hả mẹ? Con kia đúng rồi đó. Mực tuột nữa. Bạch tuột. Mình cứ đi đây mình xem một vòng cái mình quay lại. Không biết người ta có la không hả? Để ở đây nhân ký 150. 150 luôn. Nào cũng 150 hết mà. Đuôi xuân rồi nha. Hỏi xong rồi biết cái con này. Anh ơi. Không, không cho lời đáp lại vậy. Đuôi nó rồi. Cá khoai, cá đối. Cá đối ngon này. Cá đối trứng nè. Trứng ngon nè. Cá đối biển hả? Biển á. Dạ. Con đi coi hồi lát con quay lại cô. Cá đối đó mình bán sao vậy cô? Dạ. Con cảm ơn cô. Con đi dạo một vòng lát con quay lại. Dạ con cảm ơn cô. Cũng dài dài á.
cá nào mẹ? Cá này hả mẹ? Cá này mà chứ mình bữa hôm mình làm gì nha chị? Chiên xả là con chị. Nó giống gì không phải anh, cá này cá biển, cá dưới cá vuông. Cá này mẹ em. Cá phèn, cá quế phèn hả mẹ? Mà mình mua đem về không biết nó có bị sình không mẹ? Mình mua nó có mình phải chắc mua cái thùng đá. Anh em lấy cho trăm rưỡi một trứng. Một trứng hả? Một trứng. Cái này hấp cũng ngon, cái này hấp hành ngon. Em mua đạn ký này mẹ, mở hàng cho chị. Cái hàng đó 200 lấy cho 180, hàng đó 170 lấy cho 170 mà hàng không thể trả đâu chị. Hôm nay phải lấy 160 thì ngon. Em bán gì? Ở đầu đấy chị em lấy tiền dầu đấy chị em lấy nào nó mắc hơn đầu trên này chị. Cá đói, ngon quá, cá đói nhiêu cô? 120. Thì cá đói có 120 nè mẹ. Ngon ha. Mua gì? Cá bự ghê á. Nó ngon lắm, nó béo ngon lắm. Con cá này kêu bằng cá gì chị? Cái gì à bông? Cái gì? Cá này kho ăn không chị? Cá này rẻ hơn, ở mực này rẻ hơn á. Mực lá còn mắc hơn á, có 1-2 con em bỏ chung vào luôn. Cái gì mới lấy mà lấy chị nữa, lấy mực này đi. Lấy cá cam bao nhiêu? Mình ăn mực này thôi, bỏ mực nó lại đi nè. Mực này đúng không? Mực này thôi. Ủa, mình đem về sao mẹ? Mình đem về nó ưng luôn ta. Bỏ cho cái thùng xốp. Lấy cho được 6 nàng này chị. Rồi. Cái một số bộ đá bóng đá được không cô? Hả? Số bộ đá được, tại con đi về. Vừa có ở trong đây, mua xong rồi xuống dưới đó một chút là đóng đá nó dán keo ra mình bán cả thùng luôn á. Cái này em có đá không? Chị bỏ thêm cho nó từ từ. Gặp đứa mua mình mua thùng mình bỏ đá rồi đấy mà, cả đâu cần phải bỏ đấy đâu. Mình mua ít quá. Anh ăn cá này không anh? Cá đói gì nữa. Cá đói bự ghê ha mẹ. Trứng không ạ? Mua 1 ký đi. Cái gì à chị? Gì à bông á? Vâng, ngon lắm chị. Cái này gì chị? 140. Đó là cái đối này, cái đối biển hả, hả chị? Đối biển. Lấy con biển. Rồi, nhìn nó ú ha. Cái chim nè. Cái chim này nãy chị nói nhưng quên nè chị. Bảy. À, còn con cá này là cá gì? Cá sủ. À, cá sủ vàng á phải không chị? Con cá nó mắc luôn hả, phải không? Đâu. Ăn thì 140 mà lấy bỏ hàng lấy cho 124. Không, em nghe nói con cá sủ vàng gì á, người ta làm cái lấy dãy làm thuốc. Rồi, 90. Nếu đi hơn nữa không, người em tính luôn. Lấy con nào nữa không? Em muốn ăn nào không? Dạ, em gửi. Ôm không? Dạ không. Em có tôm vuông. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, em cảm ơn. Mới có 3 mấy à? Lấy không? 390 cái kia nó rồi. Rồi, đưa 420 cái đó đi, 430 lấy 420 luôn đó. 450 ký nữa ha. Dạ. Ký tầm mấy con ta? Cái đó là 5 con, 4 con. Có bớt nha chị. Hết giá bao nhiêu hết trơn rồi. Làm mình cũng queo à. Rồi, bán hơn nữa. Cái nhỏ này bao nhiêu cô? 130 lấy cho 120. Cái này là con này là mực nút hả? Không có thấy mực trứng nha. Đây có cá luôn. Đúng rồi. Cái này 180 ký 2. Làm luôn không? À, làm luôn. Vào đây. Đây. Có đá không cô? Cô mấy ký vậy? 150 ngàn à chị. Cá này, cá dài này là cá gì đó? Cô, cá dài này cá gì cô? Cá gì? Cá dài này nè. Cá lạ. À, cá đó để nấu lẩu ăn không cô? Cá này hả? Không có bự hả? Dạ không. Bữa hôm em
mấy cá biển này nhìn tươi quá. Dạ đúng rồi, không thấy bắt ngày nào chị. Đó là 50. Mẹ Linh mua cá nhồng. Giống cá liềm kiềm quá hả mẹ? Đó đó đó, đó. Con liềm kiềm nằm cái bên luôn. Ôi, cá liềm kiềm bự ghê vậy. Bự quá hả mẹ? Không biết ăn chắc sợ ăn tâm á. Cá này giống cá ghét. Có mua thùng không? Mua giùm cho. Đâu vậy cô? Cá nhiêu cô? Sạch. Có lấy con cá kìm đó luôn không? Dạ không. Rồi cái này 20 ngàn. Rồi con này nó đi dư luôn. Rồi hai, có lộn 25 ngàn. Cô mừng luôn hả cô? Chị mừng luôn phải không cô? Vậy chắc cô mua cái thùng đá bao nhiêu cô? Nhỏ hay gì? Cái này cho cô bỏ đủ hết cái này luôn. Chị làm giữ mà cũng nhiều hết á. Nhiêu gẹ này lấy hết đâu ấy, bữa thôi. Cái hàng này mình cá biển cơ. Cái đó về nào về cũng được, cái hàng này ngon mà. Trời ơi, chữ ba. Ôi nhiều cái đó. Chứ ăn chết luôn. Cá biển tươi quá trời tươi. Rồi tại đi tính 200. Rồi mấy con mấy mấy bây giờ hết gì? Lấy lại. Vô vô chị hốt đi vô. Hốt đi vô. Cái cây ấy giờ nè. Dạ 400 mấy. 403 nè, tối nợ 70. Dạ con gửi con 200 phải không mẹ? Cái thùng ở đâu con? Mua cái thùng bao nhiêu vậy cô? Bao nhiêu nữa cô? Thùng 50, thùng 60. Hai loại còn mấy thùng nào? Mấy thùng được bao đâu? Có mấy cái à? Rồi thùng nhỏ được rồi. Rồi được rồi đấy, cho mới đưa đây. Cái này hả? Như đây hả còn làm phải không? Dư rồi. Bớt đi. Mua nhẹ để làm nhẹ. Để em mua xong rồi ha. Dạ. Dạ dạ. Mua nhẹ đi vô lẫn đống luôn. Sao bị hái thùng ngon lắm. Chăm giữ. Sao bị mất cạn chứ? Ba đằng kia cả tướng cua cả. Mất cạn hả? Chết hết rồi nè. Không có chết đâu, nó coi cục mép hết đấy. Chết luôn lên. Con ghẻ này gạch không? Không biết đâu mẹ. Thấy nó xùi hết rồi. Sợ về tới nhà nó chết á. Sợ nó đâu có thủi. Sợ xếp. Để đem mẹ con lựa đi. Để không thấy chết á, về đi xa á cô. Để mình bỏ vô mình thùng đá luôn rồi. Thùng đá nó bướp. Thùng đá nó xỉu cả rồi. Em bán rồi, con ghẻ này em bao ngon cho đừng sợ. Sao mà nó không có càng cô? Nó gãy ngoài biển á. Tại vì ngoài biển mới đánh lộn phải á. Con này còn hơi nguyên nguyên. Mấy con này nó chết là mất thịt hết trơn. Con này là đá. Cua đá hả? Ghẻ đá nó ăn gạch không? Này con này làm gì cô? Ờ đúng rồi, con ghẻ đá đã. Phải đi ăn con đó giờ không biết mua con đó. Sao thấy nó lạ quá ha? Con ghẻ đó gạch không à? Đó còn con đó chị. Con này hả? Cái này là đậy gạch luôn á. Nó chắc không? Nó thịt nhiều cái lắm, nhiều hơn mấy con này luôn. Cái rồi tôi mua ghẻ là cái đó là gì đâu. Ở ngoài chợ tấm lưới nó bán con này mấy trăm ngàn ký. Con cũng biết nữa, con nào sống mà mẹ chết là nó bị mất thịt. Này chắc tại cô không bơm oxy quá. Bên đó có con còn sống em, rồi. Em đổ lên em bơm oxy nó yếu, nó quéo quéo chứ nó còn thấm nè. Thấm nhăn à. Con này chết rồi. Nó bụng ngoe rồi. Nè mấy con dị dạc ơi. Rồi cô cân đi cô. Cân giùm con cô. Con nó đi ký cử. Con này hả? Nè, chống nhăn nè. Này con này có cái càng nè cô. Nó thấy vô. Phải không mẹ? Nó còn xì bọt nè. Rồi ký cử. Ba trăm, 205 ngàn.
là 195. Đúng rồi. 103 với cái 65.000. Ăn gian không được thì thôi. 300. Dạ. 300 là 500. Rồi con cảm ơn. Rồi ăn đi, hàng đó bao ngon á. Rồi đóng thùng. Rồi. Em gửi tiền. Bán đá rồi cho băng keo nữa. Chồng thay đổi dấu. Mua cái hồng năm không chọn nguyên phim rồi. Này là mua cái ba. Anh mua xong anh lên mạng anh nổi tiếng luôn á. Vô đây em coi. Chị gọi ghim đi.